Con dao hai lưỡi sau quyết định của Mỹ cung cấp miền chống bộ binh cho Ukraine Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục có động thái phá dỡ rào cản viện trợ vũ khí cho Ukraine quy tuyên bố sẽ gửi miền chống bộ binh cho nước này. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng quyết định này có thể là con dao hai lưỡi đối với Ukraine. Quyết định đảo ngược chính sách cấm sử dụng miền của ông Biden diễn ra ngay sau khi Washington chấp thuận cho Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa tấn công vào lãnh thổ Nga động thái được cho là nhằm hỗ trợ ukraine đạt ưu thế trên chiến trường trước khi ông biden mãn nhiệm và tổng thống đắc cử donald trump nhậm chức quyết định táo bạo của mỹ lầu năm góc đánh giá loại mìn có thể là một trong những cách hiệu quả nhất để làm chậm các cuộc tấn công của nga vốn đã mang lại cho moscow nhiều lợi thế trên chiến trường từ đầu năm đến nay các quan chức mỹ cho biết loại mìn washington chuyển cho ukraine sẽ là mìn không bền tức nó có một cơ chế để giới hạn vòng đời của bộ kích nổ một số quả mìn sử dụng cầu chì điện cần có pin và sẽ mất tác dụng khi hết pin một quan chức mỹ cũng cho biết loại mìn này chứa một số tính năng nhằm hạn chế rủi ro lâu dài đối với dân thường trong đó có công nghệ ngăn phát nổ sau một khoảng thời gian nhất định theo các chuyên gia quân sự sự hỗ trợ bổ sung mà mỹ dành cho ukraine có thể củng cố vị thế của nước này khi kiev và moscow nỗ lực định hình chiến trường trước thêm các cuộc đàm phán tiềm năng vào năm tới Quyết định của Tổng thống Biden cung cấp cả tên lửa ATAC MS và miền chống bộ binh, dường như nhằm mục đích tạo đòn bẫy cho Ukraine trong các cuộc đàm phán trong tương lai, điều mà nhiều khả năng sẽ diễn ra sau khi ông Trump nhậm chức. Những cuộc đàm phán đó có thể hữu ích nhưng chắc chắn không mang tính quyết định, ông James Staridis, cựu chỉ huy NATO nhận định. Trong các cuộc họp cấp cao, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và tướng Brown Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ lập luận rằng, việc chuyển giao những vũ khí đó là cách tốt nhất để giúp Ukraine ổn định tiền tuyến, khi Nga đã bắt đầu có những bước tiến nhanh chóng vào mùa thu năm nay. Ngoài ra, quyết định này cũng nhằm phản ứng trước việc Nga nhận được hỗ trợ của Triều Tiên khi nỗ lực đẩy lùi các lực lượng Ukraine khỏi tỉnh Kursk, miền Tây nước này. Bộ trưởng Austin cho biết, Nga đã thay đổi chiến thuật một chút Họ không cần dẫn đầu bằng lực lượng cơ giới nữa, mà thay vào đó triển khai bộ binh để áp sát đối phương và mở đường cho lực lượng cơ giới. Mìn rất quan trọng đối với Ukraine trong suốt cuộc chiến, đặc biệt là ở thời điểm hiện tại. Chúng được sử dụng để bù đắp cho tình trạng thiếu nhân lực, bảo vệ vị trí của Ukraine hoặc cản trở bước tiến của Nga, ông Misha Komen, thành viên cấp cao tại Quỹ Karnia vì Hòa bình Quốc tế đánh giá. Trái ngược với quan điểm trên, ông Ivan Stubak, cựu nhân viên của cơ quan an ninh Ukraine SBU cho rằng, đây không phải là vũ khí thay đổi cuộc chơi. Đồng thời nhấn mạnh để tạo ra sự thay đổi lớn, Ukraine sẽ cần hàng nghìn quả mìn chống bộ binh rải khắp tiền tuyến trải dài hàng trăm km. Còn giao hai lưỡi đối với Ukraine, mìn chống bộ binh có thể là vũ khí hiệu quả, nhưng chúng gây nhiều tranh cãi vì bị các nhóm nhân quyền phản đối với lý do vũ khí này có thể gây nguy hiểm cho dân thường trong thời gian dài. Hơn 160 quốc gia trên thế giới đã ký hiệp ước cấm sử dụng và sản xuất mìn, nhưng Nga và Mỹ không nằm trong số các quốc gia này. Mỹ là quốc gia có nhiều mìn nhất trên thế giới, trong đó có những loại đạt được thiết kế để phá hủy xe bọc thép và xe tăng. Theo tổ chức theo dõi nhân quyền, Nga được cho là đã sử dụng hơn 10 loại mìn chống bộ binh ở Ukraine. HALO Trust, một tổ chức phi chính phủ theo dõi hoạt động ra phá bom mìn, cho biết việc xuất hiện thêm nhiều mìn chống bộ binh ở Đông Âu là mối nguy hiểm rõ ràng và hiện hữu, đồng thời lưu ý rằng thật đáng tiếc khi cuộc chiến đòi hỏi các biện pháp phòng thủ như thế này. Tổ chức này ước tính có hơn 2 triệu quả mìn được sử dụng ở Ukraine kể từ tháng 2 năm 2022 và cam kết sẽ tiếp tục công việc ra phá bom mìn tại quốc gia này sau quyết định của chính phủ Mỹ. Ngay cả những quả mìn không bền cũng là mối đe dọa đối với dân thường. Quyết định của Mỹ cung cấp mìn cho Ukraine là một quyết định liều lĩnh và là một bước lùi đáng thất vọng đối với một vị tổng thống từng có quan điểm rằng việc sử dụng mìn khiến người dân có nguy cơ bị tổn hại cao hơn, ông Ben Laden thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế Mỹ tại châu Âu và Trung Á cho biết. Theo các nhà quan sát, mặc dù có tính hữu dụng về mặt chiến thuật, việc triển khai mìn chống bộ binh lại gây ra hậu quả nhân đạo nghiêm trọng. Ukraine hiện là một trong những quốc gia bị ô nhiễm mìn nhiều nhất trên toàn cầu và tình trạng này trở nên trầm trọng hơn sau khi xung đột bùng phát vào năm 2022. Một báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã ghi nhận tình trạng ô nhiễm mìn tại 11 trong số 27 khu vực của Ukraine gây ra hậu quả tàn khốc cho dân thường. Sự hiện diện của mìn khiến người dân không thể xây dựng nhà cửa, cơ sở hạ tầng và trồng trọt, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo của đất nước. Khoảng 174.000 km vuông bị ô nhiễm bởi các mảnh bơm còn sót lại, làm suy yếu thêm nền kinh tế và an ninh lương thực của Ukraine. Ngành công nghiệp, từng là trụ cột của CDB của Ukraine, đã suy giảm mạnh khi sự ô nhiễm miền cản trở xuất khẩu, khiến nhiều vùng đất nông nghiệp rộng lớn bị bỏ hoang. Đức lập kế hoạch bí mật chuẩn bị chiến tranh với Nga Tờ báo Frankfurter Allgemeine Zeitung của Đức đưa tin, Đức đã bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh quy mô lớn với Nga bằng cách phát triển kế hoạch hoạt động của Đức dày 1.000 trang, nội dung của tài liệu hầu hết là bí mật. Kế hoạch liệt kê tất cả các tòa nhà và cơ sở hạ tầng cần được bảo vệ đặc biệt vì lý do quân sự. Sau đó, trong trường hợp xảy ra chiến tranh ở sườn phía đông của NATO, Đức sẽ trở thành trung tâm của hàng chục nghìn và có thể là hàng trăm nghìn binh sĩ cần được vận chuyển về phía đông Tài liệu viết, theo ấn phẩm, lực lượng vũ trang Đức gần đây đã bắt đầu chuẩn bị cho các công ty ứng phó với tình huống khẩn cấp trong tương lai trên cơ sở kế hoạch bí mật này. Vì vậy, người đứng đầu cơ quan chỉ huy bảo vệ lãnh thổ của bang liên bang, Hamburg John Blisket, đã khuyên tại cuộc họp với các đại diện của các công ty Đức nên đào tạo ít nhất 5 trong số 100 nhân viên lái xe tải, tích trữ máy phát điện diesel, xây dựng kế hoạch trước cho người lao động khi gặp khủng hoảng. Người ta làm rõ rằng, Quân đội Đức không coi kế hoạch là hoàn chỉnh và gọi nó là tài liệu sống, tức là có thể bổ sung. Mùa đông năm ngoái, tờ báo lá cải Bill trích dẫn một tài liệu bí mật của lực lượng vũ trang Đức, Bundeswehr đã công bố một kế hoạch về cách Nga theo giả định của các tác giả có thể tấn công sườn phía đông của NATO. Bộ Quốc phòng Đức bình luận về các báo cáo trên phương tiện truyền thông cho biết việc xem xét ngay cả những kịch bản cực kỳ khó xảy ra là một phần công việc quân sự hàng ngày. Trước đó, Người đứng đầu cơ quan ngoại giao EU Joseph Borrell đã chỉ trích tâm lý hoang mang của một số chính trị gia và lãnh đạo quân sự châu Âu khi đưa ra tuyên bố về khả năng xảy ra một cuộc tấn công của Nga. Sergei Narysin cho biết, phương Tây tuyên bố Nga có kế hoạch tấn công NATO đang cố gắng đe dọa Moscow với nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang trực tiếp với liên minh và hy vọng buộc Moscow từ bỏ mục tiêu của hoạt động đặc biệt, nhưng điều này sẽ không xảy ra giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại nga trong một cuộc phỏng vấn với ria novotis cho biết ông gọi những tuyên bố này của phương tây là một cuộc chiến thông tin trong những năm gần đây nga đã công bố hoạt động chưa từng có của nato ở biên giới phía tây nato đang mở rộng các sáng kiến và gọi đó là sự ngăn chặn sự xâm lược của nga Moscow đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về việc xây dựng lực lượng liên minh ở châu Âu. Điện Kremlin lưu ý, Nga không đe dọa ai nhưng sẽ không bỏ qua cho những hành động có khả năng gây nguy hiểm trên lợi ích của mình. Hoảng loạn bắt đầu ở Kiev trước nguy cơ tấn công của Nga Nhà báo Australia John Leon cho biết trên ABC News rằng đang có sự hoảng loạn ở Kiev và trong hàng ngũ lực lượng vũ trang Ukraine trước nguy cơ bị Nga tấn công trả đũa. Rõ ràng là có sự hoảng loạn trên chiến trường, nhưng cũng có sự hoảng loạn ở Kiev, nhà báo Johnson viết. Theo ông, các chính trị gia phương Tây, đặc biệt là người Anh, lo sợ một cuộc tấn công hạt nhân từ Nga đã bắt đầu lựa chọn lời nói cẩn thận hơn và bác bỏ hành động của ông Zelensky, người đã chấp thuận các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga của lực lượng vũ trang Ukraine bằng tên lửa phương Tây. Nhà báo lưu ý rằng, sau khi ông Putin thay đổi học thuyết hạt nhân, London sợ phải thừa nhận rằng chính tên lửa của họ đã được sử dụng để tấn công quân đội Nga. Nếu bạn đến từ châu Âu thì điều này rất nguy hiểm, Nga có nhiều đầu đạn hạt nhân hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, thậm chí còn nhiều hơn cả Mỹ, thật khó chịu khi nghe điều này, nhà báo kết luận. Trước đó, ngày 19 tháng 11, đại sứ quán Mỹ, Ý và Tây Ban Nha tại Ukraine đã đóng cửa trong bối cảnh có báo cáo về một cuộc không kích mạnh mẽ có thể xảy ra vào ngày 20 tháng 11. Bộ Ngoại giao Ukraine đã phản ứng lại điều này bằng cách cáo buộc các đối tác của mình, nói rằng họ đã tham gia vào việc bơm thông tin. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra một tuyên bố vào tối ngày 21 tháng 11. Trong đó, ông nói rằng để đáp trả việc lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của Mỹ và Anh, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tổng hợp vào một khu liên hợp công nghiệp Ukraine sản xuất công nghệ tên lửa ở Dnipropetrovsk. Đồng thời, Nga đã phóng thử nghiệm thành công một trong những hệ thống tên lửa tầm trung mới nhất có tên Oresnik. Oresnik là tên lửa đạn đạo với thiết bị siêu thanh phi hạt nhân. Ông Putin nhấn mạnh các cuộc thử nghiệm đã thành công, mục tiêu phóng đã đạt được. Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết, ngày 19 tháng 11, 6 tên lửa MS và ngày 21 tháng 11, hệ thống Storm Shadow đã tấn công các mục tiêu ở khu vực Kursk và Brian gây tử vong và bị thương. Trong một diễn biến khác, Phiên họp theo lịch trình của Vekona Prada, Quốc hội Ukraine, vào ngày 22 tháng 11 đã bị hủy. Các thành viên quốc hội đã được cảnh báo về một cuộc tấn công tiềm tàng của Nga nhắm vào khu nhà chính phủ. Các nguồn tin của tờ Ukranka Prada tiết lộ rằng các nghị sĩ đã được thông báo về mối đe dọa bị ném bơm và được yêu cầu hạn chế sự hiện diện của họ, cũng như gia đình họ, tại khu nhà của chính phủ. Phiên họp tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 12. Tổng thống Putin, xung đột Ukraine đang biến thành cuộc chiến toàn cầu. Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, việc Ukraine dùng vũ khí tầm xa phương Tây tấn công lãnh thổ được quốc tế công nhận của Nga đã thay đổi bản chất cuộc xung đột, biến nó thành cuộc chiến toàn cầu. Phát biểu trên truyền hình quốc gia ngày 21 tháng 11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hôm 19 tháng 11, Ukraine đã bắn 6 tên lửa Atak MS vào vùng biên giới Bryansk của Nga và tiếp tục bắn tên lửa tầm xa Storm Shadow do Anh viện trợ vào vùng Kursk một ngày sau đó. Kể từ thời điểm đó, cuộc xung đột Ukraine do phương Tây kích động trước đây đã mang lại những yếu tố có tính chất toàn cầu như chúng tôi từng hơn một lần cảnh báo, ông Putin nói ông nhắc lại mỹ và các đồng minh nato trước đây đã tuyên bố họ sẽ cho phép kiev sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công vào nga ông từng nhấn mạnh rằng bước đi như vậy sẽ làm thay đổi bản chất của cuộc xung đột và biến nato thành một bên tham gia trực tiếp vào các cuộc giao tranh chủ nhân điện kremlin cũng lập luận ukraine không thể thực hiện một cuộc tấn công tầm xa nếu không có sự tham gia của quân nhân phương tây Tổng thống Putin khẳng định việc sử dụng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp sẽ không làm thay đổi tình hình trên thực địa, nên lực lượng Nga đang tiến công, dọc chiến tuyến và có ý định đạt được mọi mục tiêu đề ra. Chủ nhân Điện Kremlin cho biết, cuộc tấn công của Ukraine vào kho đạn dược ở Vryansk đã bị lực lượng phòng không Nga chặn đứng, không gây thương vong mà chỉ gây thiệt hại nhỏ về tài sản. Cuộc tấn công thứ hai nhằm vào một sở chỉ huy quân sự ở Kurs, khiến các nhân viên an ninh và hỗ trợ thương vong. Tuy nhiên, các nhân viên chỉ huy không hề hấn gì và tiếp tục điều hành chiến dịch đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi Kurs. Để đáp lại các cuộc tấn công này, Nga đã tấn công một cơ sở công nghiệp quân sự của Ukraine ở thành phố Dnipro bằng tên lửa đạn đạo tầm trung đời mới, có tên gọi Oresnik và không mang đầu đạn hạt nhân. Ông nhấn mạnh thêm với tốc độ di chuyển 2,5 km đến 3 km trên giây, tức nhanh gấp 10 lần tốc độ âm thanh, tên lửa Oresnik hiện không thể đánh dặn bởi bất cứ hệ thống phòng không nào. Tên lửa đã tấn công một trong những khu công nghiệp lớn nhất, nổi tiếng từ thời Liên Xô và vẫn sản xuất tên lửa cũng như các loại vũ khí khác. Ông Putin nói, khi dường như đề cập đến nhà sản xuất hàng không vũ trụ Yusmas thuộc sở hữu nhà nước của Ukraine được thừa kế từ Liên Xô phản ứng về cuộc tấn công bằng tên lửa đời mới của nga tổng thống ukraine volodymyr zelensky gọi đây là hành động leo thang nghiêm trọng bộ ngoại giao ukraine cũng tuyên bố ukraine có toàn quyền theo luật pháp quốc tế để tấn công bất kỳ mục tiêu quân sự hợp pháp nào trên lãnh thổ nga bằng tên lửa tầm xa về phía Liên Hợp Quốc, người phát ngôn của cơ quan này kêu gọi các bên kiềm chế, thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm giảm căng thẳng. Điều chúng tôi muốn thấy là chấm dứt cuộc xung đột này theo các nghị quyết của Đại hội đồng, luật pháp quốc tế và toàn vẹn lãnh thổ. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stefan Stujaric nhấn mạnh. Tướng Triều Tiên bị thương trong cuộc không kích của Ukraine vào Kursk một vị tướng cấp cao của Triều Tiên đã bị thương do các cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine vào lãnh thổ Kursk Oblast của Nga. Lần đầu tiên, phương Tây xác nhận việc một sĩ quan quân đội cấp cao của Triều Tiên bị thương. The Wall Street Journal trích dẫn một quan chức phương Tây giấu tên cho biết, vị tướng Triều Tiên đã bị thương trong một cuộc không kích gần đây của Ukraine tại vùng Kursk. Nguồn tin không cung cấp chi tiết về cách vị tướng này bị thương và không nêu tên sĩ quan quân đội cấp cao của Triều Tiên. The Wall Street Journal lưu ý, đây là lần đầu tiên phương Tây xác nhận một nhân vật quân sự cấp cao của Triều Tiên bị thương. Trước đó, Wall Street Journal đưa tin, Triều Tiên đã cử đại tá Kim Jong Bok đến Nga để giám sát quân đội Triều Tiên. Ông Kim được coi là một trong 10 nhà lãnh đạo quân sự nổi bật nhất của Triều Tiên và là trợ lý thường xuyên của Kim Jong Un. Truyền thông phương Tây gần đây xác nhận, Ukraine đã tấn công một cơ sở quân sự ở Kursk bằng tên lửa Storm Shadow. Các báo cáo cho rằng cuộc không kích có thể đã tấn công vào khu điền trang Baryansky ở Marino, nơi bị nghi ngờ là nơi đặt sở chỉ huy của lực lượng Nga và Triều Tiên hoạt động ở tỉnh Kursk. Lực lượng hệ thống không người lái của Ukraine đã chia sẻ đoạn phim cho thấy cảnh phá hủy một sở chỉ huy của Nga gần Marino ở tỉnh Kursk. Hạ viện Nga duyệt ngân sách quốc phòng cao kỷ lục Hạ viện Nga thông báo khoản chi ngân sách quốc phòng cao chưa từng có, dấu hiệu cho thấy Moscow đang lên dây cót cho cuộc chiến tiêu hao kéo dài với Ukraine. Các nhà lập pháp ở Hạ viện Nga đã phê duyệt mức tăng gần 30% chi tiêu quốc phòng vào ngày 21 tháng 11, cam kết chi tiêu nhiều hơn nữa vào năm tới cho chiến dịch quân sự ở nước láng giềng Ukraine. Nga đã tăng chi tiêu quân sự lên tới mức chưa từng thấy kể từ thời Liên Xô nhằm tăng cường cổ máy sản xuất vũ khí và trả lương ở mức cao cho hàng trăm nghìn binh sĩ ở tiền tuyến. Tổng thống Vladimir Putin cho biết đầu năm nay rằng Moscow đã chi gần 9% nền kinh tế cho quốc phòng và an ninh, mức cao nhất kể từ chiến tranh lạnh. Con số đó bao gồm các phần khác trong ngân sách về cơ bản là chi tiêu cho an ninh nhưng không được phân loại là cho lĩnh vực quốc phòng. Trong đề xuất mới được hạ viện Nga thông qua, Moscow dự kiến chi 13.500 tỷ rúp, 134 tỷ đô la Mỹ cho ngân sách quốc phòng, chiếm hơn 6% GDP của Nga. Chủ tịch Hạ viện Nga Yechelat Volodin cho biết, các kế hoạch chi tiêu đảm bảo mọi nghĩa vụ xã hội, giải quyết các nhiệm vụ phát triển và ứng phó với những thách thức mà đất nước chúng ta phải đối mặt. Theo ông, đề xuất để chứng minh rằng các hệ thống chính trị và kinh tế do Tổng thống Vladimir Putin điều hành không chỉ chịu được lệnh trừng phạt mà còn hoạt động hiệu quả. Kế hoạch chi ngân sách này giờ đây sẽ cần được Thượng viện Nga thông qua trước khi trình lên Tổng thống Putin ký thành luật. Nếu kế hoạch được thông qua, ngân sách quốc phòng năm tới của Nga sẽ chiếm 32,5% chi tiêu liên bang, một tỷ lệ cao kỷ lục kể từ thời Liên Xô. Để so sánh, chi tiêu quốc phòng chiếm 17% ngân sách liên bang trong năm đầu tiên của cuộc chiến năm 2022, 19% vào năm 2023 và 29,5% trong năm nay. Phương Tây xem xét trang bị vũ khí cho Ukraine để tấn công trừng phạt liên bang Nga. Các quan chức Mỹ và châu Âu coi việc răng đe là một biện pháp đảm bảo an ninh cho Ukraine, đặc biệt bằng cách tạo ra các kho vũ khí thông thường cho phép tấn công hiệu quả. Tổng thống Mỹ Biden thậm chí còn xem xét trả lại cho Ukraine vũ khí hạt nhân để răng đe, theo New York Times. Tờ New York Times ngày 22 tháng 11 cho biết, các quan chức Mỹ và châu Âu đang thảo luận về khả năng răng đe như một sự đảm bảo an ninh có thể có cho Ukraine, chẳng hạn như dự trữ một kho vũ khí thông thường đủ để tiến hành một cuộc tấn công trừng phạt nếu Nga vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Ngoài ra, theo New York Times, một số quan chức thậm chí còn gợi ý rằng Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden có thể trả lại vũ khí hạt nhân cho Ukraine đã bị loại bỏ sau khi Liên Xô sụp đổ như một biện pháp răng đe. Tuy nhiên, một bước như vậy có thể sẽ khó khăn và gây ra hậu quả nghiêm trọng. Phát biểu ngày 22 tháng 11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết chính quyền sắp mãn nhiệm của Tổng thống Mỹ Joe Biden muốn tiếp tục đi theo con đường leo thang liều lĩnh trong cuộc xung đột ở Ukraine. Peskov nói với các phóng viên, chúng tôi thấy rằng chính quyền sắp mãn nhiệm thích đi xa hơn theo con đường leo thang và làm như vậy là một sự leo thang khá liều lĩnh. Chính quyền Biden trước đó đã đồng ý cho phép Ukraine tấn công bằng vũ khí tầm xa vào Nga và ngay lập tức Ukraine đã bắn tên lửa tầm xa Atak-MS vào vùng Kryans của Nga, dẫn tới việc Nga đáp trả bằng tên lửa đạn đạo tầm trung Oresnik tấn công thành phố Dnipro của Ukraine hôm 21 tháng 11. Trước đó, các quan chức Nga tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đối thoại với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump về lệnh ngừng bắn ở Ukraine nhưng loại trừ việc lấy lại vùng đất do Nga kiểm soát và nhất quyết yêu cầu Ukraine từ bỏ NATO. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã nói rằng ông Putin sẽ không hài lòng với việc đóng băng chiến tranh, mặc dù ông nói sẵn sàng đàm phán. Ngoài ra, Tổng thống Volodymyr Zelensky mong đợi sự ủng hộ từ Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump trong trường hợp Kiev và Moscow đàm phán về chấm dứt chiến tranh. Ông Zelensky đã cho rằng một Ukraine mạnh là cơ sở của các cuộc đàm phán tập đoàn mạng xã hội của ông Trump chuẩn bị lớn sân sang lĩnh vực tiền ảo. Đài CNN cho biết Trump Media and Technology, tập đoàn quản lý mạng xã hội rất sâu của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump, dường như chuẩn bị lớn sân sang lĩnh vực tiền ảo. Đầu tuần qua, họ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu Trapfile, mô tả đây là nền tảng xử lý thanh toán tiền ảo. Hồ sơ xin đăng ký có rất ít thông tin cụ thể, nhưng liệt kê một số ứng dụng tiềm năng như xử lý thanh toán qua thẻ, quản lý tài sản, dịch vụ lưu ký, Giao dịch tài sản kỹ thuật số, hiện chưa rõ Trump Media and Technology đánh giá ra sao về tính khả thi của một nền tảng xử lý thanh toán tiền ảo như vậy và cũng chưa chắc liệu tập đoàn có ra mắt file hay không. Động thái lấn sân sang lĩnh vực mới cũng là cách để họ đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh, mở rộng ra khỏi lĩnh vực mạng xã hội. Trump Media and Technology từ chối bình luận. Tin tức về Jetfile xuất hiện chỉ vài tuần sau khi tổng thống Trump đắc cử. Chiến thắng của ông Trump, một phần nhờ sự ủng hộ của giới đầu tư và giao dịch tiền ảo đang hy vọng chính quyền mới ban hành quy định thân thiện hơn. Chính trị gia Đảng Cộng hòa từng chỉ trích tiền ảo nhưng sau đó lại thay đổi thái độ. Lúc tranh cử ông tuyên bố biến Mỹ thành thủ đô tiền ảo thế giới và lập nên quỹ Bitcoin quốc gia. Sau bầu cử 5 tháng 11, giá trị Bitcoin không ngừng tăng và đang tiến sát mốc 100.000 đô la Mỹ trên một token. Giới đầu tư đang theo sát việc Tổng thống Trump bổ nhiệm Bộ trưởng Tài chính cùng Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, SEC. Chủ tịch SEC đương nhiệm Gary Gensler, người phản đối tiền ảo kịch liệt, thông báo chuẩn bị từ chức đúng ngày Tổng thống Trump tuyên thệ nhậm chức 20 tháng 1 năm 2025. Trước CNN, trang The Financial Times tiết lộ Trump Media and Technology đang đàm phán mua lại nền tảng giao dịch tiền ảo Pax. Thông tin này đẩy giá trị cổ phiếu bát tăng vọt 160%. Bên cạnh tiến quân vào mảng thanh toán tiền ảo, Tổng thống Trump được cho còn có nhiều dự án liên quan đến tiền ảo khác, chẳng hạn doanh nghiệp tên World Liberty Financial thành lập vào tháng 9. Đầu tuần qua, chính trị gia đảng Cộng Hòa thông báo chọn giám đốc điều hành công ty tài chính Kenter Fitzgerald Howard Licknick làm bộ trưởng thương mại Mỹ. Vì bộ trưởng tương lai ủng hộ Tether rất mạnh mẽ, dù công ty tiền ảo này đang bị giới đầu tư lo ngại. Tình báo và an ninh Mỹ cảnh báo nguy cơ từ Nga. Các cơ quan tình báo và an ninh quốc gia Mỹ đã cảnh báo các công ty quốc phòng Mỹ về việc Nga có thể tìm cách phá hoại hoạt động của họ ở cả trong và ngoài nước. Bản tin của các cơ quan tình báo Mỹ ngày 21 tháng 11, dẫn tin từ Trung tâm phản gián và an ninh quốc gia, FBI và Bộ Quốc phòng, cho biết các cơ quan tình báo Nga có thể cố gắng tuyển dụng người trong cuộc trong ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ. Nhân viên các công ty này được khuyến cáo tránh tiếp xúc với những cá nhân cố gắng thiết lập mối quan hệ trên lãnh thổ công ty hoặc xuất hiện ở những khu vực hạn chế. Các công ty Mỹ, đặc biệt là những công ty hỗ trợ các thực thể tham gia vào cuộc xung đột Ukraine hoặc các cuộc xung đột địa chính trị đang diễn ra khác như một thông lệ tốt nhất nên tăng cường cảnh giác và nỗ lực bảo mật của họ. Các hoạt động phá hoại của Nga ở châu Âu làm tăng rủi ro cho các công ty Mỹ ở nước ngoài và có khả năng là trong nước, các cơ quan này chỉ ra. Báo cáo lưu ý rằng các nỗ lực phá hoại của Nga cho đến nay chủ yếu nhắm vào các thực thể châu Âu, bao gồm cả một âm mưu bị ngăn chặn nhằm ám sát CEO của nhà sản xuất vũ khí Đức Remento AG vào tháng 7. Tuy nhiên, Mỹ đang ngày càng trở thành trọng tâm của các hoạt động này. Các cơ quan tình báo châu Âu và Mỹ tin rằng Moscow đứng sau các nỗ lực đốt cháy các máy bay chở hàng đến Bắc Mỹ. Cả các công ty Mỹ và châu Âu đều đang tích cực tăng cường sản xuất vũ khí, chẳng hạn như đạn dược và tên lửa, để chuyển đến Ukraine và bổ sung kho dự trữ của riêng họ. Các công ty như Remento, Namo AS của Na Uy và Northrop Grumman Corp có trụ sở tại Mỹ đã ký các thỏa thuận trực tiếp với các nhà sản xuất Ukraine để hỗ trợ các nỗ lực sản xuất của họ. Ông Putin tuyên bố nóng, Nga có thể tấn công các nước cung cấp vũ khí cho Ukraine tấn công Nga. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Moscow có quyền tấn công các cơ sở quân sự của các quốc gia cho phép sử dụng vũ khí của họ chống lại lãnh thổ Nga. Tổng thống Putin đã có bài phát biểu trước công chúng vào thứ năm, hứa sẽ phản ứng quyết liệt trước bất kỳ hành vi xâm lược nào. Chúng tôi sẽ xác định mục tiêu trong các cuộc thử nghiệm tiếp theo đối với hệ thống tên lửa mới nhất của mình dựa trên các mối đe dọa đối với an ninh của Liên bang Nga, ông Putin tuyên bố. Tổng thống tiếp tục, chúng tôi tin rằng chúng tôi có quyền sử dụng vũ khí của mình chống lại các cơ sở quân sự của những quốc gia cho phép sử dụng vũ khí của họ chống lại các cơ sở của chúng tôi. Theo ông Putin, Mỹ đã tàn phá hệ thống an ninh quốc tế, làm gia tăng nguy cơ xảy ra xung đột toàn cầu. Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng Moscow luôn ủng hộ giải pháp hòa bình và sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề gây tranh cãi, nhưng chúng tôi cũng sẵn sàng cho bất kỳ sự phát triển nào, đừng nghi ngờ điều đó sẽ luôn có phản ứng, ông nói. Ông cho biết quân đội Ukraine đã bắn tên lửa Storm Shadow do Anh sản xuất và tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất và các mục tiêu ở khu vực Brian và Kursk của Nga. Nhiều cơ quan truyền thông, bao gồm Bloomberg, BBC và The Guardian, đã đưa tin vào thứ tư rằng Ukraine đã sử dụng tên lửa Storm Shadow để tấn công khu vực Kursk trong tuần này. Bộ Quốc phòng Nga cho biết tên lửa Atak MS đã được sử dụng trong một cuộc tấn công vào khu vực Brian. Cả Anh và Mỹ đều chưa chính thức bình luận về các báo cáo. Tuần này, ông Putin đã ra lệnh ban hành học thuyết hạt nhân mới của đất nước. Theo đó, một cuộc tấn công vào Nga bởi một cường quốc phi hạt nhân được một cường quốc hạt nhân hậu thuẫn phải được coi là một cuộc tấn công chung của cả hai bên. Ông Trump chọn ứng viên bộ trưởng tư pháp mới Tổng thống đắc cử Trump tuyên bố chọn Tổng trưởng lý Florida Pam Bondi là ứng viên bộ trưởng tư pháp sau khi ông Gates xin rút giữa tranh cãi. Tôi tự hào thông báo rằng cựu Tổng trưởng lý bang Florida Pam Bondi là bộ trưởng tư pháp tiếp theo của Mỹ, Tổng thống đắc cử Donald Trump viết trong bài đăng trên mạng xã hội True Social ngày 21 tháng 11. Ông đã dành nhiều lời khen cho bà Pam Bondi, 59 tuổi. Pam đã là công tố viên trong gần 20 năm, rất cứng rắn với tội phạm bạo lực và khiến các con phố trở nên an toàn cho các gia đình Florida. Sau đó, với tư cách tổng trưởng lý nữ đầu tiên của bang Florida, bà ấy đã nỗ lực ngăn nạn buôn ma túy gây chết người, cũng như giảm thiểu tử vong do dùng quá liều fentanyl vốn hủy hoại nhiều gia đình trên khắp đất nước chúng ta, ông Trump viết. Ông thêm rằng đã bổ nhiệm bà Pondy vào Ủy ban về lạm dụng thuốc và opioid trong nhiệm kỳ đầu ở Nhà Trắng. Chúng tôi đã cứu được nhiều mạng người, ông nhấn mạnh. Pondy là đồng minh lâu năm của Tổng thống đắc cử, bà từng là luật sư của ông trong lần đầu tiên ông bị luận tội, khi ông Trump bị cáo buộc lạm dụng quyền lực. Bà cũng là Chủ tịch Viện Chính sách nước Mỹ trước tiên, nhóm chuyên gia tư vấn do các cựu nhân viên của chính quyền ông Trump thành lập. Quyết định bổ nhiệm mới của ông Trump được đưa ra ngay sau khi cựu nghị sĩ Matt Gaetz xin rút khỏi vị trí ứng viên Bộ trưởng Tư pháp Mỹ. Ông Gates gây nhiều tranh cãi vì từng bị điều tra những nghi vấn liên quan đến môi giới mại dâm và cản trở luật pháp. Bài đăng trên mạng xã hội True Social cùng ngày, ông Trump tán dương ông Gates vì đã quyết định rút lui để tránh trở thành mối sao nhãng trong chính quyền mới. Ông Zelensky thay đổi quan điểm về cuộc chiến Ukraine theo tờ Telegraph của Anh, kể từ khi ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cách đây hơn 2 tuần, tổng thống Ukraine Zelensky đã hạ giọng và dường như đã âm thầm từ bỏ tham vọng tối đa của mình là đánh bại Nga trên chiến trường. Telegraph cho rằng, tổng thống Ukraine Zelensky đã thay đổi đáng kể giọng điệu về cuộc chiến, có lẽ tuyên bố gây sốc nhất của ông cho đến nay là vào tối thứ tư 20 tháng 11 trong một cuộc phỏng vấn với Fox News khi ông thừa nhận rằng Krum vốn được coi là mục tiêu của cuộc phản công thất bại năm 2023 của Ukraine, giờ không thể giành lại bằng vũ lực. Chúng ta không thể để hàng chục nghìn người dân của mình phải chết để Krum được trả lại. Ông nói, chúng ta hiểu rằng Krum có thể được đưa trở lại bằng con đường ngoại giao. Điều này đã được cảnh báo bằng lời hứa không công nhận hợp pháp bất kỳ lãnh thổ bị chiếm đóng nào của Ukraine là của Nga. Nhưng sự thay đổi cơ bản trong giọng điệu là rõ ràng. Đây không phải là lần đầu tiên ông thay đổi chính sách. Tuần trước, ông Zelensky đã ám chỉ rằng ông biết thời gian cho tham vọng của mình về đánh bại Nga đang cạn kiệt, vì ông Trump sẽ thúc đẩy ông vào các cuộc đàm phán. Chắc chắn rằng chiến tranh sẽ kết thúc sớm hơn với các chính sách của nhóm hiện sẽ lãnh đạo Nhà Trắng, ông nói. Trước đó, ông Zelensky đã gạt bỏ những lời bàn tán về một thỏa thuận hòa bình với Nga và tuyên bố sẽ không từ bỏ bất kỳ lãnh thổ nào của Ukraine. Trong bài phát biểu năm mới 2022-2023, ông nói, Chúng tôi chiến đấu và sẽ tiếp tục chiến đấu vì chiến thắng. Gần đây hơn, trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9, ông Zelensky nói, chiến tranh không thể dễ dàng biến mất, đó là lý do tại sao cuộc chiến này không thể được xoa dịu bằng các cuộc đàm phán. Đó cũng là thông điệp tương tự vào tháng 10, trong bài phát biểu tại Quốc hội Ukraine, khi ông nói rằng Nga phải thua cuộc chiến và ông sẽ từ chối trao đổi bất kỳ lãnh thổ nào của Ukraine. Nhưng cuộc bầu cử Mỹ đã thay đổi tất cả ông trump đã nói rằng ông muốn nhanh chóng chấm dứt chiến tranh ở ukraine điều đó có nghĩa là ông zelensky có thể sẽ phải đạt được thỏa thuận với putin điều đó cũng có nghĩa là tổng thống ukraine đã mất đi đồng minh mạnh nhất của mình vì tiếp tục chiến tranh không gian để ông xoay sở đã bị thu hẹp đáng kể john foreman cựu tùy viên quốc phòng anh tại kiev và moscow cho biết ông zelensky đang thích nghi với thực tế mới Tình hình Ukraine đang bấp bênh, đây là một sự bùng nổ mới của chủ nghĩa hiện thực sau chiến thắng của ông Trump, ông nói với The Telegraph. Sự thay đổi giọng điệu của ông Zelensky dường như cũng phản ánh mong muốn của hầu hết người dân Ukraine. Trong một cuộc thăm dò của tờ The Economist, 52% số người được hỏi cho biết họ muốn đàm phán để chấm dứt chiến tranh, năm ngoái chỉ có 27% cho biết họ muốn đàm phán với Nga. Moscow kiểm soát hầu hết khu vực Donbass ở miền đông Ukraine và phần lớn các khu vực Khe Sông và Zaporizhia ở phía nam. Nước này cũng sắp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014. Con số này tương đương khoảng 20% biên giới năm 1991 của Ukraine. Ông Zelensky từng muốn đẩy Nga ra khỏi Ukraine hoàn toàn. Thay vào đó, giờ đây ông dường như sẵn sàng chấp nhận ít hơn, ngay cả khi sự thay đổi trong thông điệp là tinh tế. Ông Putin tuyên bố đặc biệt, Nga đã phóng tên lửa đạn đạo siêu thanh mới Orenik vào Ukraine. Quân đội Nga vừa phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung hiện đại nhằm vào một mục tiêu ở Ukraine, Tổng thống Vladimir Putin cho biết trong bài phát biểu trước công chúng vào ngày 21 tháng 11. Ông Putin cho biết thêm, tên lửa siêu thanh có tên là Orenik đã tấn công thành công một cơ sở công nghiệp quân sự ở thành phố Dnipro ở Ukraine. Cuộc tấn công được ông Putin gọi là cuộc thử nghiệm chiến đấu, là phản ứng trước các cuộc tấn công của Ukraine vào các cơ sở quân sự nằm trên lãnh thổ Nga được quốc tế công nhận, tổng thống tuyên bố. Lực lượng Kiev đã tiến hành các cuộc tấn công vào ngày 19 tháng 11 và ngày 21 tháng 11, sử dụng các hệ thống ATACMS và HIMARS do Mỹ sản xuất, cũng như tên lửa Storm Shadow do Anh sản xuất, ông Putin cho biết. Tổng thống Putin cũng tuyên bố sẽ công khai tuyên bố bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai và các mục tiêu của Ukraine liên quan đến hệ thống Orenix vì lý do nhân đạo để dân thường rời khỏi khu vực có khả năng nguy hiểm. Các thông báo sẽ không ảnh hưởng đến hiệu quả của các cuộc tấn công, ông nói thêm. Một tên lửa đạn đạo di chuyển với tốc độ 2,5 đến 3 km trên giây hoặc nhanh hơn 10 lần so với tốc độ âm thanh, không thể bị chống lại bằng bất kỳ hệ thống phòng không hiện có nào, ông Putin nói. Trước đó, truyền thông quốc tế đưa tin Kiev đã nhận được sự chấp thuận từ Washington và London cho phép sử dụng các hệ thống tầm xa do phương Tây sản xuất để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Tổng thống cho biết một trong những cuộc tấn công đã gây ra một số thương vong tại một trung tâm chỉ huy của Nga ở Kovacos, nhưng không làm gián đoạn hoạt động của trung tâm này, đồng thời nói thêm rằng những diễn biến như vậy đã thay đổi đáng kể bản chất của cuộc xung đột ở Ukraine khiến nó trở thành một cuộc xung đột toàn cầu hơn. Theo Tổng thống Putin, phản ứng bao gồm một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo siêu thanh với đầu đạn phi hạt nhân. Tên lửa này đã tấn công một trong những khu phức hợp công nghiệp lớn nhất, nổi tiếng từ thời Liên Xô, vẫn sản xuất tên lửa cùng nhiều loại vũ khí khác. Tổng thống dường như đang ám chỉ đến Jumas, nhà sản xuất hàng không vũ trụ do nhà nước Ukraine sở hữu, được thừa hưởng từ Liên Xô. Ngày 21 tháng 11, không quân Ukraine cũng xác nhận rằng thành phố Dnipro đã bị nhắm mục tiêu trong một cuộc tấn công tên lửa lớn của Nga liên quan đến nhiều loại vũ khí khác nhau quân đội Ukraine tuyên bố rằng Moscow đã sử dụng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa như một phần của cuộc tấn công, một tuyên bố mà ngay cả Washington cũng phản đối. Theo Không quân Ukraine, cuộc tấn công cũng liên quan đến một tên lửa siêu thanh Kinzo của Nga và bảy tên lửa hành trình Kh-101. Lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn hạ sáu tên lửa hành trình. Quân đội Ukraine cũng cho biết họ không có bất kỳ thông tin nào về thương vong hoặc thiệt hại do cuộc tấn công gây ra tại thời điểm tuyên bố được đưa ra. Cuộc thử nghiệm chiến đấu diễn ra nhằm đáp trả các hành động hung hăng của các quốc gia thành viên NATO chống lại Nga, ông Putin nói trong bài phát biểu của mình, Moscow đã tự nguyện cam kết đơn phương không triển khai tên lửa tầm trung ở bất kỳ đâu miễn là vũ khí tương tự của Mỹ không được triển khai đến bất kỳ khu vực nào trên thế giới, tổng thống tuyên bố. Ông Putin cho biết, việc phát triển các hệ thống như vậy là nhằm đáp trả kế hoạch sản xuất và triển khai các hệ thống tương tự tới châu Âu và châu Á, Thái Bình Dương của Washington đồng thời chỉ ra quyết định đơn phương rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm Trung năm 1987 của Washington và năm 2019. Vấn đề triển khai tên lửa tầm ngắn và tầm trung sẽ được quyết định để đáp trả các hành động của Mỹ và các vệ tinh của nước này, Tổng thống Nga cho biết. Moscow cũng sẽ tiếp tục thử nghiệm chiến đấu hệ thống tên lửa mới nhất của mình. Ông Putin cảnh báo, đồng thời nói thêm rằng tiêu chí của Nga để lựa chọn mục tiêu cho các cuộc thử nghiệm như vậy sẽ được xác định bằng đánh giá mối đe dọa an ninh. Moscow tin rằng họ có quyền nắm vào các cơ sở quân sự của những quốc gia cho phép vũ khí của họ được sử dụng chống lại Nga, tổng thống tuyên bố, trong trường hợp xảy ra leo thang, chúng tôi sẽ đưa ra phản ứng quyết liệt tương tự như vậy, ông nói. Tổng thống cho biết Nga vẫn sẵn sàng giải quyết mọi bất đồng một cách hòa bình, đồng thời nói thêm rằng Moscow vẫn sẵn sàng cho mọi diễn biến và không nên nghi ngờ rằng sẽ luôn có phản ứng. các quốc gia châu Âu tuyên bố sẽ bắt giữ Thủ tướng Israel Netanyahu. ICC đã ban hành lệnh bắt giữ Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Joab Galan vào đầu tuần này. Một số quốc gia phương Tây đã cam kết thực hiện lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu do Tòa án Hình sự Quốc tế ICC ban hành. Hôm 24 tháng 11, Tòa án ICC có trụ sở tại Hogus đã ban hành lệnh bắt giữ ông Netanyahu cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galan và chỉ huy Hamas Ibrahim Armasi. Israel tuyên bố rằng Armasi đã chết. Các lệnh bắt giữ này là vì những tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người bị cáo buộc có liên quan đến cuộc xung đột ở Gaza. Quyết định này đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều ở phương Tây. Một số quốc gia nhấn mạnh sự tôn trọng của họ đối với sự độc lập của tòa án, trong khi những quốc gia khác lên tiếng ủng hộ Israel. Hà Lan, Thụy Sĩ, Ireland, Ý, Thụy Điển, Bỉ và Na Uy đều tuyên bố họ sẽ thực hiện các cam kết và nghĩa vụ của mình theo quy chế Rome và luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Ý Giulio Crosetto nhấn mạnh rằng ICC đã sai khi xếp Netanyahu và Galan ngang hàng với Hamas. Áo cũng cho biết sẽ tuân thủ quyết định này. Nhưng Bộ trưởng Ngoại giao Alexander Schallenberg cho biết thêm rằng lệnh bắt giữ này hoàn toàn không thể hiểu nổi. Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan Caspar Beckam đã đảm bảo với quốc hội nước này rằng chính quyền sẽ hành động theo lệnh bắt giữ và tránh tiếp xúc không cần thiết với những người được nêu tên. Kees Wiedor, người đứng đầu Đảng Tự do của Hà Lan, một thành viên của liên minh cầm quyền, đã lên án quyết định này, nói rằng chính quyền Israel đang phải đối mặt với lệnh bắt giữ thay vì nhận được sự thông cảm và hỗ trợ của quốc tế đầu tháng này thủ đô hà lan đã chứng kiến cuộc bạo loạn giữa những người hâm mộ bóng đá israel những người hô vang khẩu hiệu chống palestine và những người dân địa phương ủng hộ palestine Tại Pháp, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Christopher Lemonia cho biết việc có khả năng hành động theo lệnh là một vấn đề pháp lý phức tạp trong khi thừa nhận tầm quan trọng của việc hành động theo các điều lệ của ICC. Đồng thời, Lemonia từ chối nói liệu Pháp có bắt giữ Netanyahu hay Galan nếu họ đến nước này hay không. Trong khi đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán lên án quyết định của ICC nói với một đài phát thanh nhà nước rằng ông sẽ mời lãnh đạo Israel đến Hungary. Nga cảnh báo phương Tây đừng đùa với lửa Quan chức Nga cảnh báo phương Tây đang đùa với lửa thông qua các hành động trong cuộc xung đột Ukraine. Trong một bài đăng trên Telegram vào ngày 21 tháng 11, Leonid Slutsky, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Hạ viện Nga, cảnh báo việc phương Tây khiêu khích Nga là hành động không khôn ngoan. Ông cáo buộc phương Tây đẩy thế giới đến một cuộc khủng hoảng tên lửa mới thông qua các hành động của mình. Với sự hiện diện của các vũ khí tiên tiến trong quân đội Nga, chẳng hạn Oresnik, tốt nhất không nên đùa với lửa, thậm chí không nên cố gắng khiêu khích, ông Slutsky tuyên bố. Quan chức Nga đã trích dẫn bài phát biểu của Tổng thống Vladimir Putin trên truyền hình hôm 21 tháng 11 rằng, Tổng thống Putin một lần nữa cảnh báo và kêu gọi không hoài nghi về quyết tâm cũng như khả năng của Nga trong việc đẩy lùi hành vi gây hấn. Ông Andrei Katabolov, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng Triều Ma Quốc gia Nga, cho rằng các quốc gia phương Tây nên sợ hãi sau tuyên bố của Tổng thống Putin về tên lửa mới của Nga. Hãy để họ sợ hãi và run rẩy. lập trường của chúng ta là đúng đắn, chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta. Ông Katabolov nhấn mạnh, ông nói thêm rằng chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine sẽ tiếp tục cho đến khi hoàn thành mọi nhiệm vụ. Trong bài phát biểu từ Điện Kremlin, Tổng thống Putin tuyên bố Nga đã triển khai hệ thống tên lửa siêu vực âm Oresnik mới nhắm vào lãnh thổ Ukraine và chỉ trích Mỹ vì làm gia tăng căng thẳng. Tổng thống Putin cáo buộc Washington và NATO cố tình làm leo thang xung đột Ukraine bằng cách cung cấp cho Kiev vũ khí chính xác tầm xa có khả năng tấn công vào lãnh thổ Nga. Tuần này, Ukraine đã sử dụng tên lửa Atac MS do Mỹ sản xuất và tên lửa Storm Shadow của Anh để tấn công các mục tiêu ở khu vực Bryansk và Kursk của Nga. Tổng thống Putin coi đây là bằng chứng cho thấy phương Tây có ý định mở rộng phạm vi xung đột. Ông Putin cho biết những cuộc tấn công như vậy không thể diễn ra nếu không có sự tham gia trực tiếp của các chuyên gia quân sự Mỹ và NATO. Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố rằng cuộc xung đột khu vực do phương Tây gây ra hiện đã có các yếu tố toàn cầu. Chủ nhân điện Kremlin một lần nữa tuyên bố, vũ khí tầm xa của phương Tây không thể giúp Ukraine xoay chuyển tình hình mà chỉ làm thay đổi bản chất của cuộc xung đột, khiến phương Tây trở thành một bên tham chiến. Trước đó, Nga tuyên bố coi việc phương Tây cho phép Ukraine dùng vũ khí viện trợ tầm xa tấn công lãnh thổ Nga, đồng nghĩa trực tiếp đối đầu Nga. Moscow cảnh báo sẽ đáp trả bằng các biện pháp cứng rắn. Đầu tuần này, Tổng thống Putin đã phê chuẩn học thuyết hạt nhân sửa đổi theo hướng hạ thấp ngưỡng sử dụng biện pháp răng đe hạt nhân. Giới quan sát cho rằng, động thái này của Moscow nhằm nắng gân, ngăn chặn phương Tây tiếp tục cấp vũ khí tầm xa cho Kiev. Quân đội Mỹ chuẩn bị cho các cuộc tấn công hạt nhân Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ Stratcom, chuẩn đô đốc Thomas Buchanan cho biết, Mỹ sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết, nhưng chỉ làm như vậy khi có những điều khoản có thể chấp nhận được cho đất nước và lợi ích của mình. Phát biểu tại sự kiện dự án ATOM 2024 tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế vào ngày 20 tháng 11, ông Buchanan lưu ý rằng những điều kiện như vậy ngụ ý rằng Mỹ sẽ tiếp tục dẫn đầu thế giới. Theo ông Buchanan, nếu phải trao đổi, thì Mỹ muốn thực hiện theo những điều khoản mà Washington có thể chấp nhận được nhất, cụ thể là duy trì vị thế mà Mỹ được coi là một nước đi đầu thế giới. Ông Buchanan cũng lưu ý rằng trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân, Mỹ sẽ tìm cách duy trì một phần kho vũ khí của mình để tiếp tục sang đe. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng Mỹ không muốn ở trong một môi trường mà sau đó sẽ xảy ra các cuộc tấn công hạt nhân và tìm cách tránh bất kỳ kịch bản nào như vậy. Đầu đốc thúc giục đối thoại liên tục với Nga, Trung Quốc và Triều Tiên để giảm nguy cơ xảy ra xung đột hạt nhân, đồng thời nói thêm rằng vũ khí hạt nhân là vũ khí chính trị nhận xét của ông được đưa ra vài ngày sau khi tổng thống nga vladimir putin ký học thuyết hạt nhân quốc gia mới phát thảo các kịch bản mà moscow được phép triển khai kho vũ khí hạt nhân của mình học thuyết mới nêu rõ rằng nga sẽ có quyền cân nhắc lựa chọn hạt nhân nếu nga hoặc belarus bị tấn công bằng vũ khí thông thường và nếu hành động tấn công đó tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với chủ quyền hoặc toàn vẹn lãnh thổ của họ Bình luận về học thuyết hạt nhân được cập nhật, một số chuyên gia chính trị chỉ ra rằng nó có thể buộc Mỹ và các quốc gia phương Tây khác phải xem xét lại sự hỗ trợ quân sự của họ cho Ukraine. Sau khi công bố các quy tắc sửa đổi, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov giải thích rằng học thuyết mới về cơ bản trao cho Nga quyền cân nhắc đáp trả hạt nhân đối với việc Kiev sử dụng tên lửa phi hạt nhân do phương Tây cung cấp chống lại lãnh thổ Nga tiết lộ món quà cuối cực bất ngờ ông Biden muốn tặng cho Ukraine trước khi rời Nhà trắng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Matthew Miller cho biết rằng chính quyền Tổng thống Biden đã có động thái xóa khoản nợ khoảng 4,7 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trong nỗ lực làm những gì có thể trước khi rời nhiệm sở để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga. Một dự luật tài trợ được Quốc hội Mỹ thông qua vào tháng 4 bao gồm hơn 9,4 tỷ đô la các khoản vay có thể xóa nợ để hỗ trợ kinh tế và ngân sách cho chính phủ Ukraine. Một nửa trong số đó, Tổng thống có thể hủy bỏ sau ngày 15 tháng 11. Dự luật này phân bổ tổng cộng 61 tỷ đô la để giúp Ukraine chống lại cuộc chiến với Nga. Chúng tôi đã thực hiện bước đi được nêu trong luật để hủy bỏ các khoản vay đó, Miller phát biểu tại cuộc họp báo, đồng thời cho biết thêm rằng bước đi này được thực hiện trong những ngày gần đây. Miller cho biết quốc hội vẫn có thể ngăn chặn động thái này. Thượng viện dự kiến sẽ bỏ phiếu vào cuối ngày 20 tháng 11 về một động thái không chấp thuận việc xóa nợ cho Ukraine do thượng nghị sĩ Cộng hòa Rainbow đưa ra, một người thường xuyên chỉ trích sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine. Phần lớn các thượng nghị sĩ từ cả hai đảng đều ủng hộ viện trợ cho Ukraine. Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh cho các quan chức nhanh chóng cung cấp càng nhiều viện trợ cho Ukraine càng tốt trước khi ông rời Nhà Trắng vào ngày 20 tháng 1 trong bối cảnh lo ngại Tổng thống đắc cử Donald Trump có thể hạn chế sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine. Ukraine dùng tên lửa Storm Shadow đánh sập sở chỉ huy Nga ở Kursk. ISW tin rằng khu điện trang Marino ở vùng Kursk, nơi bị tên lửa Ukraine bắn trúng hôm 20 tháng 11, nằm ở khoảng cách phù hợp để thiết lập sở chỉ huy cho quân đội Nga. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW cho biết, các nhà phân tích quân sự Mỹ tin rằng Ukraine đã thực hiện một cuộc tập kích kết hợp thành công vào các mục tiêu quân sự nằm sâu trong hậu phương của Nga vào đêm 19-20 tháng 11, sử dụng máy bay không người lái và vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp. Theo ISW, cảnh quay được định vị địa lý công bố vào ngày 20 tháng 11 cho thấy hậu quả của một cuộc tấn công có thể xảy ra của Storm Shadow gần Marino thuộc vùng Kursk. Một số blogger quân sự Nga tuyên bố rằng lực lượng Kiev đã phóng tới 12 tên lửa Storm Shadow vào vùng Kursk, một số mảnh vỡ đã rơi xuống Marino. Vị trí địa lý của đoạn phim ghi lại cuộc tấn công cho thấy mục tiêu của Ukraine có thể là khu điền trang của Bariansky tại Mariino, nơi mà theo trang tin Defense Express của Ukraine là nơi đặt sở chỉ huy của quân đội Nga và Triều Tiên hoạt động trong khu vực Kursk. ISW hiện không thể xác nhận tuyên bố này, nhưng Mariino cách mỏm Kursk hiện tại khoảng 30 km. Đây sẽ là khoảng cách phù hợp để làm sở chỉ huy tác chiến cho các lực lượng tiến dọc theo mỏm này. ESW nhắc lại, The Guardian cũng như Bloomberg đưa tin ngày 20 tháng 11, trích dẫn các nguồn tin ẩn danh rằng lực lượng Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công đầu tiên vào các mục tiêu quân sự bên trong nước Nga bằng tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp. Những nhận định đáng chú ý trong báo cáo ngày 20 tháng 11 của ESW Thứ nhất, Ukraine đã thực hiện một cuộc tập kích kết hợp thành công vào các mục tiêu quân sự nằm sâu trong hậu phương của Nga vào đêm 19-20 tháng 11, sử dụng máy bay không người lái và vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp. Một loạt các cuộc tấn công vào ngày 19-20 tháng 11 cho thấy Ukraine đã bắt đầu sử dụng các hệ thống vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp để tiến hành các cuộc tấn công tích hợp tinh vi và hiệu quả hơn. Thứ hai, cả lực lượng Nga lẫn Ukraine đều không thể tiến hành một cuộc tiến công chiến thuật tối ưu kể từ mùa đông năm 2022-2023 do những hạn chế về học thuyết cùng nguồn lực đã lỗi thời. Nhưng cả hai bên đều đang học hỏi, đổi mới và điều chỉnh chiến thuật của mình làm nổi bật bản chất năng động của cuộc chiến hiện tại. Thứ ba, Mỹ và Đức đã công bố viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine vào ngày 20 tháng 11. Thứ tư, quân đội Ukraine gần đây đã giành lại được các vị trí đã mất gần Bokros và quân đội Nga gần đây có những bước tiến được xác nhận gần Kubiansk, Chasovia, Torres, Kurakov, Ukleda cũng như tại khu vực Kurs. Chiến tuyến miền đông của Ukraine có nguy cơ sụp đổ Nếu Nga duy trì đà tiến công hiện nay, chiến tuyến miền đông của Ukraine có nguy cơ sụp đổ. BBC dẫn nhận định từ các chuyên gia. BBC ngày 21 tháng 11 dẫn số liệu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ cho biết quân đội Nga đã kiểm soát khoảng 2.700 km vuông lãnh thổ Ukraine kể từ đầu năm nay, gấp gần 6 lần so với cả năm 2023. Hướng tấn công chính của Nga là khu vực Kupian tại vùng Kharkov và Kurakhovo ở Donbass, đóng vai trò là cửa ngõ vào trung tâm hậu cần chiến lược Poprovsk. Từ đầu tháng 9 đến đầu tháng 11, lực lượng Nga đã kiểm soát hơn 1.000 km vuông, cho thấy tốc độ tấn công đang tăng nhanh đáng kể. Theo nguồn tin của BBC, quyết định của Tổng thống Mỹ Joe Biden cung cấp cho Ukraine min sát thương và cho phép tấn công bằng tên lửa tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga, cũng xuất phát từ sự tiến công nhanh chóng của lực lượng Nga dọc tiền tuyến. Tiến sĩ Marina miron tại Đại học Hoàng gia London nhận định, nếu Nga duy trì cường độ tấn công hiện tại, mặt trận Ukraine có thể sụp đổ sau vài tuần nữa quân đội Ukraine bảo vệ Kurakovo tiếp tục ngăn chặn các cuộc tấn công từ phía Nam và phía Đông, nhưng tình hình đang ngày càng trở nên nguy cấp. Các chuyên gia cho rằng chiến dịch đột kích của Ukraine vào tỉnh biên giới cớt ở Nga hóa ra lại là một sai lầm chiến lược trong bối cảnh thiếu nhân lực. Chiến dịch này chẳng những không khiến Nga phải giúp bớt lực lượng từ chiến trường Ukraine về nước, mà còn giúp họ củng cố vị trí, đạt được các bước tiến lớn hơn ở miền đông Ukraine. Điều này sẽ mang lại cho Moscow vị thế tốt hơn trong bất cứ cuộc đàm phán tiềm tàng nào với Kiev trong thời gian tới, khi mà Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhậm chức. Trong nỗ lực nhằm giúp Ukraine cải thiện vị thế trước đàm phán, chính quyền Tổng thống Joe Biden cuối tuần trước được cho là đã bật đèn xanh để Kiev sử dụng vũ khí tầm xa do Washington viện trợ nhằm tấn công sâu vào Nga. Chủ nhân Nhà Trắng cũng đảo ngược chính sách cấm Kiev sử dụng mìn chống bộ binh. Ngoài ra, theo Kiev Independent, Tổng thống Biden đã đệ trình Quốc hội Mỹ đề xuất xóa khoản nợ viện trợ kinh tế khoảng 4,7 tỷ đô Mỹ cho Ukraine. Tuy nhiên, đề xuất đã vấp phải sự chỉ trích và phản đối của một số nghị sĩ Cộng hòa. Nhiệm kỳ của ông Biden sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 1 tới. Nhiều người lo ngại Mỹ sẽ đảo ngược chính sách viện trợ cho Ukraine sau khi Tổng thống đắc cử Trump nhậm chức. Tuy nhiên, trang tin Avia Pro dẫn cho rằng, nếu Nga không nhất trí với sáng kiến hòa bình của ông Trump, ông có thể giữ lại chính sách cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công Nga. Theo một số nguồn tin, ông Trump có thể đã thảo luận vấn đề này với ông Biden trong cuộc gặp tại Nhà Trắng mới đây. Các chuyên gia nhận định, quan điểm của ông Trump dường như được thúc đẩy bởi mong muốn duy trì đòn bẩy đối với cả Nga và Ukraine. Nếu Moscow không đồng ý với các điều khoản đề xuất về giải pháp hòa bình, ông có thể duy trì chính sách cho phép Ukraine tấn công tầm xa để gây áp lực lên Nga. Ngược lại, nếu Ukraine từ chối đàm phán hòa bình, Kiev sẽ mất đi nguồn cung cấp vũ khí. Chiến sự leo thang, Việt Nam khuyến cáo công dân không đến Ukraine Bộ Ngoại giao khuyến cáo cộng đồng người Việt Nam ở Ukraine sẵn sàng phương án tốt nhất để giữ an toàn cho bản thân, gia đình, trong đó có việc sơ tán khỏi thành phố lớn, tránh xa khu vực nguy hiểm. Vào chiều ngày 21 tháng 11, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình xung đột leo thang giữa Nga và Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, trước diễn biến xung đột giữa Nga và Ukraine, trong đó có nguy cơ leo thang và lan rộng đến một số thành phố lớn của Ukraine, bộ ngoại giao việt nam khuyến cáo công dân việt nam và cộng đồng người việt nam đang sinh sống học tập làm việc tại ukraine như sau cộng đồng người việt nam tại ukraine cần sẵn sàng phương án tốt nhất để giữ an toàn cho bản thân và gia đình trong đó có việc sơ tán khỏi các thành phố lớn tránh xa các khu vực nguy hiểm cộng đồng cũng cần phải thường xuyên theo dõi những thông tin cảnh báo của sở tại cũng như cảnh báo của bộ ngoại giao trong đó có cục lãnh sự hoặc các cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài để phản ứng kịp thời và giữ liên lạc thường xuyên với các hội đoàn và đại sứ quán việt nam tại ukraine Khuyên cáo các công dân Việt Nam không đến Ukraine trừ trường hợp thực sự cần thiết, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết. Trong trường hợp cần thiết, người Việt Nam ở Ukraine có thể liên hệ Tổng đài Bảo hộ Công dân của Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao cộng 84 981 848484 -84, Đường dây nóng Bảo hộ Công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine cộng 380 63 863 8999 hoặc email bảo hộ công dân a gmail.com viết không dấu Lý do ông Trump chọn tỷ phú Elon Musk làm cánh tay phải Ngoài vai trò lãnh đạo Ủy ban hỗ trợ cắt giảm chi tiêu chính phủ, tỷ phú Elon Musk được cho là có ảnh hưởng lớn đối với những lựa chọn nhân sự cho chính quyền của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Sau khi sát cánh cùng nhau trong giai đoạn nước rút của chiến dịch tranh cử Tổng thống, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk tiếp tục xuất hiện cùng nhau trong những hoạt động quan trọng. Đầu tuần này, ông Trump đã tới bang Texas để cùng tỷ phú Elon Musk theo dõi buổi phóng tàu vũ trụ Starship thứ 6 của SpaceX. Sự hiện diện của tổng thống đắc cử tại buổi phóng và việc ông bổ nhiệm Elon Musk lãnh đạo ban hiệu suất chính phủ, cơ quan phụ trách cắt giảm chi tiêu chính phủ và xóa bỏ các rào cản chính sách cho thấy sự trọng dụng của ông dành cho vị tỷ phú này. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump đã ca ngợi tỷ phú Mỹ là siêu thiên tài, người đã cách mạng hóa ngành công nghiệp vũ trụ, hồi sinh chương trình du hành vũ trụ có người lái của Mỹ và đang trên đường đưa con người trở lại mặt trăng, cuối cùng là sao Hỏa tỷ phú gốc nam phi hiện có vai trò lớn trong lĩnh vực thám hiểm không gian an ninh quốc gia mỹ và ngành công nghiệp xe điện điều này giải thích tại sao ông trump muốn musk sát cánh cùng mình tuy nhiên đó không phải là lý do duy nhất khiến tổng thống đắc cử lựa chọn tỷ phú musk tổng thống đắc cử donald trump cũng thích cái tôi được nâng cao khi được người giàu nhất thế giới ông chủ của mạng xã hội có sức ảnh hưởng lớn ủng hộ về nhiều mặt tỷ phú musk là phiên bản thành công hơn nhiều của ông trump ông trump hiếm khi tỏ ra ấn tượng về điều gì đó khác ngoài bản thân nhưng sự đánh giá cao của ông đối với musk dường như là hoàn toàn chân thật. Hơn nữa, mối quan hệ với tỷ phú Musk giúp ông Trump bước vào nền văn hóa của nhóm nam giới trẻ, nơi Musk được coi là một biểu tượng. Tình bạn của họ cũng giúp tổng thống đắc cử có được uy tín tiếp cận nhóm nhân khẩu học này. Tất cả những điều này đã giúp cải thiện vị thế của ông Trump trong cuộc bầu cử với nhóm cử tri nam trẻ tuổi. Bất chấp tình bạn mới chớm nở của họ, không ít đồn đoán liệu mối quan hệ này có thể kéo dài bao lâu vì cả hai đều thẳng thắn và coi mình là ngôi sao. Với tỷ phú Musk Tổng thống đắc cử Trump có thể nhận được nhiều hơn những gì ông mong đợi. Ví dụ, ông Trump có thể không sẵn sàng trả giá chính trị cho việc sa thải hàng loạt công nhân liên bang, mất năng suất và sự thất bại của các chương trình của chính phủ mà Musk có thể gây ra bằng những đợt cắt giảm do ban hiệu suất chính phủ của ông Musk khuyến nghị. Cuối cùng, bạn chỉ có thể có một ngôi sao, và ngôi sao đó sẽ là ông Donald Trump. Cựu thống đốc Minnesota Tim Pawlenty nhận định. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận tỷ phú Musk là người thông minh, sáng tạo và có uy tín đối với tổng thống đắc cử. Kho báo hủy diệt vũ khí hạt nhân hàng đầu của Nga. Nước Nga có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, theo sau là kho vũ khí hạt nhân của Mỹ. Tổng cộng Moscow và Washington kiểm soát khoảng 90% vũ khí hạt nhân trên toàn cầu. Nga có bao nhiêu đầu đạn hạt nhân? Được Kremlin cho biết, đường dây nóng khủng hoảng đặc biệt giữa Mỹ và Nga hiện không hoạt động sau khi tổng thống Nga Vladimir Putin chấp thuận thay đổi thời điểm Moscow có thể sử dụng vũ khí hạt nhân. Moscow có khoảng 5.580 đầu đạn hạt nhân, liên đoàn của các nhà khoa học Mỹ FAS cho biết vào đầu năm nay. Theo FAS, khoảng 1.200 trong số này đã được loại bỏ và khoảng 4.380 đầu đạn được dự trữ. Chúng tôi có một đường dây an toàn đặc biệt để liên lạc giữa hai tổng thống Nga và Mỹ. Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với hãng thông tấn nhà nước Ria Novosti. Nhưng kênh này hiện không được sử dụng, ông cho biết trong các bài phát biểu được Reuters đưa tin. Ngày 19 tháng 11, ông Putin đã chính thức phê chuẩn một sự thay đổi trong học thuyết hạt nhân của Nga. Theo đó, nếu rõ Moscow có thể biện minh cho một cuộc tấn công hạt nhân để đáp trả một cuộc tấn công vào Nga do một quốc gia không có vũ khí hạt nhân thực hiện, nếu quốc gia đó được một quốc gia có vũ khí hạt nhân hậu thuẫn. Tài liệu này cũng cho biết Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân nếu bị nhắm mục tiêu bằng một cuộc tấn công trên không phi hạt nhân quy mô lớn. Điều này cũng áp dụng cho đồng minh chủ chốt Belarus, Điện Kremlin cho biết. Hơn 1.000 ngày chiến tranh tại Ukraine đã đánh dấu sự suy giảm tồi tệ nhất trong quan hệ giữa Washington và Moscow kể từ chiến tranh lạnh. Các quan chức Mỹ cho biết đầu tuần này, Nhà Trắng đã chấp thuận cho Ukraine sử dụng tên lửa đạn đạo tầm xa của Mỹ để tấn công lãnh thổ Nga, điều mà Moscow lên án là giai đoạn mới của cuộc chiến tranh phương Tây và là sự leo thang xung đột. Nga có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, theo sau là kho vũ khí hạt nhân của Mỹ. Tổng cộng thì Moscow và Washington kiểm soát khoảng 90% vũ khí hạt nhân trên toàn cầu. Số lượng chính xác có thể khác nhau, nhưng hiện tại, 9 quốc gia sở hữu tổng cộng khoảng 12.100 vũ khí hạt nhân, trong đó có bao gồm Mỹ, Pháp và Vương quốc Anh trong NATO, cũng như các quốc gia không thuộc NATO là Nga, Trung Quốc, Israel, Ấn Độ, Pakistan và Triều Tiên. Tổ chức này cho biết ước tính có khoảng 1.710 đầu đạn có thể được quân đội Nga sử dụng, được triển khai trên các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hoặc tại các căn cứ máy bay ném bom chiến lược. Theo FAS, Mỹ có khoảng 1.670 đầu đạn chiến lược được triển khai. Vũ khí hạt nhân chiến lược bị giới hạn bởi Hiệp ước New START ở mức 1.550 đầu đạn và tối đa 700 tên lửa tầm xa máy bay ném bom. Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí cho biết, tính đến tháng 7, Mỹ triển khai 1.419 và Nga triển khai 1.549 đầu đạn chiến lược trên máy bay ném bom và tên lửa. Vũ khí hạt nhân phi chiến lược hoặc chiến thuật có tầm bắn ngắn hơn và ít phá hủy hơn, không được các hiệp ước vũ khí bảo vệ. Bộ Ngoại giao cho biết vào tháng 4 là họ tin rằng Nga có từ 1.000 tới 2.000 đầu đạn hạt nhân phi chiến lược, bao gồm cả đầu đạn trên tên lửa không đối đất, ngư lôi, bom trọng lực và min hạt nhân. Nga đã đình chỉ hợp tác với Hiệp ước START mới vào tháng 2 năm 2023. Sau đó, Mỹ đã hạn chế mức độ minh bạch về vũ khí hạt nhân của mình với Nga, mặc dù cả hai bên đều tuyên bố sẽ tuân thủ các giới hạn của Hiệp ước cho tới năm 2026. Nga từ lâu đã hiện đại hóa lực lượng hạt nhân của mình, bao gồm cả việc đưa vào sử dụng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Smart và Yas. Khi quân đội Moscow đổ bộ vào Ukraine vào cuối tháng 2 năm 2022, ông Putin đã đưa lực lượng dân đe hạt nhân của nước mình vào tình trạng báo động cao. Nhiều tháng sau, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết rủi ro xung đột hạt nhân đã trở nên đáng kể. Các quan chức Nga nổi tiếng, chẳng hạn như cựu Tổng thống Dmitry Medvedev, người vẫn là tiếng nói cứng rắn trên chính trường địa Kremlin, cũng như các nhà bình luận truyền hình nhà nước Nga thường xuyên đề cập đến viễn cảnh chiến tranh hạt nhân. Một số người dẫn chương trình và khách mời của phương tiện truyền thông nhà nước đã gợi ý rằng Moscow nên tấn công hạt nhân vào các quốc gia như Mỹ và Anh. Ông Putin đã nói vào tháng 3 năm nay rằng Nga đã được trang bị quân sự và sẵn sàng cho chiến tranh hạt nhân. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã nói vào tháng 9 năm 2022 là ý tưởng về chiến tranh hạt nhân trước đây là điều không thể tưởng tượng được, nhưng giờ đây là chủ đề gây tranh cãi bản thân điều này là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Phát hiện sốc về tên lửa ATACMS Mỹ cung cấp cho Ukraine Một số tên lửa ATACMS mà Mỹ hứa cung cấp cho Ukraine đã không thể sử dụng được từ đầu năm 2015, đòi hỏi phải đầu tư tài chính đáng kể để khôi phục. Đây là kết quả phân tích của Sputnik qua các tài liệu ngân sách của Lầu Năm Góc, theo các báo cáo, trong năm tài chính 2016, quân đội Mỹ đã chi 30,1 triệu đô la Mỹ để nâng cấp 10 tên lửa loại này nhằm kéo dài thời gian phục vụ của chúng thêm 10 năm. Tuy nhiên, đến năm 2025, theo tài liệu cho biết, những tên lửa này sẽ lại bị mất khả năng sử dụng. Từ năm tài chính 2016 đến năm 2021, quân đội Mỹ đã chi 1,22 tỷ đô la Mỹ để hiện đại hóa 1.075 đơn vị vũ khí atac Thêm 240 tên lửa mới được mua vào năm 2020, nâng tổng số lên 1.575 tên lửa loại này tính đến tháng 3 năm 2023. Do ATAC đã lỗi thời nên quân đội Mỹ đang tích cực thay thế chúng bằng loại tên lửa tấn công chính xác BRSM hiện đại hơn. Theo tài liệu của Lầu Nam Góc, 42 tên lửa BRSM đã được mua trong năm tài chính 2023, 110 quả vào năm 2024 và 230 quả được lên kế hoạch mua vào năm 2025. Giá của một tên lửa Atacmaerz là khoảng 1 triệu đô la, trong khi giá của BRSM vượt trên 2 triệu đô la một quả. Dữ kiện này có thể giải thích được tại sao Ukraine nhận được 33,3 tỷ đô la Mỹ vũ khí thông qua chương trình thanh lý kho theo quyền hạn của tổng thống, trong khi lầu năm góc phải chi 45,7 tỷ đô la Mỹ để đổi mới kho dự trữ của mình. Nghị sĩ Nga tiết lộ vai trò của ông Trump trong việc cho phép Ukraine tấn công Nga bằng vũ khí tầm xa. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có thể đã biết về kế hoạch của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden cho phép Ukraine tiến hành tấn công lãnh thổ Nga bằng tên lửa ATAC MS tầm xa do Mỹ sản xuất. Quan điểm này được người đứng đầu Quỹ ban Chính sách Thông tin của Hội đồng Liên bang Nga Alexei Buskov cho biết trên kênh Telegram. Bước đi của ông Biden cho phép tấn công Atac dường như có sự phối hợp với ông Trump. Nếu không, không thể giải thích được sự im lặng đáng ngờ của chính quyền ông Trump và nhóm của ông ấy trước quyết định của chính quyền ông Biden về tên lửa. Ông Scott nhận định và lưu ý rằng chính ông Trump đã phản đối quyết định như vậy vì nguy cơ bắt đầu một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba. Nghị sĩ đi đến kết luận rằng, giới lãnh đạo Mỹ coi những tên lửa này là cách để củng cố vị thế của Ukraine trước các cuộc đàm phán với Nga. Bushcott kết luận, trước hết, chúng tôi đang nói về việc tăng áp lực lên Moscow trước khi có thể đàm phán. Trước đó, tờ New York Times dẫn lời đại diện giấu tên của chính quyền Mỹ đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden lần đầu tiên cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của Mỹ để tấn công lãnh thổ Nga. Hôm thứ Ba, Bộ Quốc phòng báo cáo rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng 6 tên lửa đạn đạo Atak ở khu vực Ukraine và các hệ thống phòng không đã đẩy lùi cuộc tấn công. Cùng ngày, Tổng thống Vladimir Putin đã phê chuẩn nguyên tắc cơ bản của chính sách nhà nước trong lĩnh vực răng đe hạt nhân. Trong số những điều khác, Tài liệu nêu rõ rằng, nga có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả vì sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt chống lại nước này hoặc các đồng minh của nước này. Nga cũng lưu ý rằng hành động gây hấn chống lại Moscow hoặc các đồng minh của nước này bởi một quốc gia phi hạt nhân với sự hỗ trợ của một quốc gia hạt nhân được coi là một cuộc tấn công chung. Quan chức Ukraine Thế chiến thứ ba đã nổ ra một quan chức Ukraine nhận định cuộc xung đột giữa nước này và Nga đã trở thành thế chiến thứ ba. Ông Valery Zaluzny, đại sứ Ukraine tại Anh và cựu tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, tin rằng với sự tham gia trực tiếp của các đồng minh của Nga vào cuộc chiến Ukraine có thể coi như là thế chiến thứ ba đã bắt đầu. Tôi tin rằng trong năm 2024, chúng ta hoàn toàn có thể xem là Thế chiến thứ ba đã nổ ra. Lý do là vào năm 2024, Ukraine không còn chỉ đối mặt với Nga mà còn là binh sĩ từ Triều Tiên. Hãy thực tế, ông nhận định. Ông bổ sung thêm rằng các UAV Shahed của Iran cũng đang tấn công Ukraine trong nhiều tháng qua. Ngoài ra, ông cũng cáo buộc Triều Tiên cấp tên lửa cho Nga tấn công Ukraine, cũng như Trung Quốc cung cấp linh kiện cho Moscow sản xuất vũ khí. Ông Zaluzny nhấn mạnh, hầu hết các sĩ quan quân đội đều đồng ý rằng tất cả những yếu tố này cho thấy một cuộc chiến tranh thế giới đã bắt đầu và toàn cầu nên chuẩn bị cho nó. Những gì chúng ta dự đoán từ lâu đã bắt đầu, nhưng tôi muốn nói rằng chính Chúa đang trao cơ hội, không chỉ cho Ukraine mà cho toàn thế giới để có thời gian hành động đúng đắn ngay bây giờ, đại sứ nhận định. Vẫn có thể ngăn chặn nó ở đây, trên lãnh thổ Ukraine. Nhưng vì lý do nào đó, các đối tác của chúng ta không muốn hiểu điều này. Rõ ràng là Ukraine đã có quá nhiều đối thủ. Ukraine nhưng không rõ liệu họ có thể chiến thắng trong trận chiến này một mình hay không, ông nói. Nga trước đó nhiều lần bác bỏ họ sử dụng vũ khí của các quốc gia khác trong cuộc chiến ở Ukraine. Moscow tuyên bố họ có khả năng sản xuất quốc phòng để duy trì tiềm lực trong xung đột. Phương Tây cho rằng Nga đã triển khai khoảng 50.000 quân, bao gồm cả lính Triều Tiên, để chuẩn bị cho một cuộc phản công quy mô lớn ở Kursk trong những ngày tới. Việc giành lại các vùng lãnh thổ bị Ukraine kiểm soát ở Kursk cùng với đà tiến công nhanh chóng ở miền đông Ukraine sẽ giúp Nga nâng cao vị thế trước bất cứ cuộc đàm phán tiềm năng nào. Đầu tháng 11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matt Hồ Miller cảnh báo lính Triều Tiên sẽ trở thành mục tiêu quân sự nếu tham gia chiến đấu chống lại lực lượng Ukraine. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedan Beto cảnh báo sự tham gia của Triều Tiên vào cuộc xung đột Ukraine chắc chắn sẽ gây ra mối quan ngại lớn và rắc rối cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mặt khác, Nga và Triều Tiên đến nay tiếp tục bác bỏ cáo buộc Triều Tiên đưa quân đến Ukraine để tham chiến, cho rằng những cáo buộc này là vô căn cứ. Thêm vào đó, Moscow nêu rõ, kể cả kịch bản Triều Tiên đưa lính đến Nga cũng không vi phạm luật pháp quốc tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin và chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã phê chuẩn hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Hiệp ước nêu rõ hai nước nên ngay lập tức hỗ trợ quân sự và các hỗ trợ khác bằng mọi phương tiện sẵn có nếu một trong hai bên rơi vào tình trạng chiến tranh.